Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình quay chú Phương mình cưa cái cây thốt nốt nha các bạn. Cái cây này gần cái trường học các bạn ơi. Để mình quay cái máy cưa của chú cho các bạn cùng xem nha. Cái máy cưa của chú mình sử dụng là máy cưa Shindawa 395 nha các bạn. Xài lam Latin nha. Lưỡi cưa tiên. Rồi chú mình sạc cái cọng dây để mình quay lên cây thốt nốt này. Ở đây có đường dây điện nha các bạn. Rất là cao ở trên, tùm lum ở trên luôn. Giờ chúng mình mang cái cọng dây đai an toàn vô nha các bạn. Cưa cái cây thốt nốt này là ở sau xã Lê Trì nha các bạn. Cái cọng dây này là cọng dây 17 ly nha các bạn. Chú lấy hai cọng dây luôn, hai cọng dây cuộc hai bên. Rồi chú mình khởi động máy cho qua xăng nè các bạn ơi. Cây thốt nốt này dây chậu bà leo lên cũng khá là nhiều luôn. Chú cắt cái nhánh nó trống trống dễ leo lên. Các bạn mà thấy chú mình cưa cây hay á, thì hãy đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Còn cô chú anh chị nào mà có cây nào mà siêu khủng, siêu to, siêu khó gì đó, gần nhà, gần dây điện khó cưa hạ thì hãy liên hệ chú nha. Số điện thoại chú em để dưới đường link mô tả video và các cô chú anh chị. Chúng mình thắt dây an toàn vô rồi. Cái trụ điện kế bên, bên luôn. Dây đó là dây điện có điện nha các bạn. Dây trắng đèn. Với một cọng dây wifi nữa. Chú mình lấy cái cọng dây để cuộc dây điện cho nằm sát vô. Sát vô cây thốt nốt luôn các bạn ơi. Rồi chú mình đã cuộc xong rồi đó các bạn. Cây này nó cứng lắm nha các bạn. Sống cùm cùm vô. Rồi lên tới đó rồi. Của mình nếm cái mấy cái lá vũ vũ ở trên đó coi có ong không các bạn. Cây này khó leo lắm. Cây này mà đưa mình leo không được đâu các bạn ơi. Nó rất là trơn với phần cái cây nó cứng lắm. Rồi chui vô cái bụi lùm nó luôn rồi. Cưa cái cây này mình xin nhắc lại là ở xã Lê Trì các bạn. Để em quay xuống nhà cục điện. Rồi chú mình ở trên nó giật mấy cái lá khô cho nó rớt xuống đây. Rớt rồi.
Cái cây này nó tùm như vậy leo lên đọt rất là khó nha các bạn. Cái lá khô nó còn dài quá gịch không xuống. Bị chổi mấy cái dây chậu bà dưới này. Rồi chú mình ở trong đó cuộc dây luôn rồi các bạn ơi. Khó leo lên trên đọt lắm. Cuộc ở dưới ngay chỗ cây cổ luôn rồi. Rồi chú mình ở trên đó cuộc dây xong, bây giờ di chuyển xuống rồi các bạn ơi. Rồi chú mình ở trên kéo cái máy cưa lên nha. Cái máy cưa đó mình xin nhắc lại là máy cưa Shinowa 395 nha các bạn. Rồi chú mình đứng cưa nguyên cái đọt này luôn các bạn. Cà này căng lắm nha, ở dưới nhà dây điện nhiều lắm. Chú mình bắt đầu đưa mấy dây dầu bà cho nó chống chống nha các bạn. Cà nó căng lắm nha, bởi mình thu nhỏ lên các bạn. Rồi chú mình bắt đầu cưa mở miệng nha. Các bạn mà thấy chú mình cưa cây hay thì hãy đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Còn cô chú anh chị nào mà có cây nào mà siêu khủng, siêu to, siêu có gì đó, gần nhà, gần dây điện khó cưa hạ thì hãy liên hệ chú nha. Số điện thoại chú em để dưới đường link mô tả video của cô chú anh chị. Các bạn. Rồi chú mình cưa mở miệng xong rồi đó các bạn ơi, bây giờ chỉnh cho nó ngay thôi. Cái cà này đưa mình cưa mình cũng không dám cưa luôn các bạn. Cưa nửa cây như gì được, khó cưa lắm. Phải đứng cho vững rồi các bạn. Rồi bắt đầu mình cưa hàng cho ngã đó các bạn ơi. Siêu rồi đó các bạn ơi, ngã đó các bạn. Hên quá các bạn ơi, bay qua bên kia. Rồi chú mình đứng ở trên đó cuộc cái cọng dây để thả cái máy cưa xuống nha. Xuống. Rồi chú mình di chuyển xuống nha.
Rồi chú đã xuống tới dưới rồi các bạn ơi. Lát chú cưa gốc mình quay tiếp nha các bạn. Rồi lại gạch dây cho nó ngã rồi các bạn ơi. Cây này nó nghiêng vô bo bên kia dữ lắm, không chịu luôn rồi các bạn ơi. Chưa chịu ngã nữa, nó lúc lắc cái cây. Chúng mình lại cỡ cái miệng cho nó to ra nghe các bạn. Lấy cái máy cưa khác cắt đi, lấy cái máy cưa kia ra. Cưa đó các bạn ơi, cưa đó ngã đó các bạn, ngã thứ cái cây già rớt xuống đất nó kêu cùm luôn các bạn. Rồi video mình đến đây xin tạm dừng nha các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Các bạn nhớ đăng ký, nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.